ngày 11 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tú rầm rộ tổ chức ra mắt sản phẩm mới dành cho spa thẩm mỹ viện và công bố giấy chứng nhận số 316818 CBMPHN đủ điều kiện sản xuất và tiêu thụ dòng sản phẩm mỹ phẩm ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nám. Thế nhưng trước đó, hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm đông y chưa được cấp phép của công ty này bị Tổ công tác 334 Bộ Công Thương, Phòng 5, Cục C46 và Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội phát hiện tạm giữ. Theo đó, chiều ngày 22 tháng 6, Tổ công tác 334 Bộ Công Thương phối hợp với Cục Cảnh sát Bộ Công an và Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú, Ngọc Tú Natural Beauty tại thị trấn Cầu Biêu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội lực lượng chức năng phát hiện hơn 3.000 sản phẩm mỹ phẩm đông y như bộ trị mụn đông y, gieo điều trị mụn, gieo trị thâm, serum tái tạo và phục hồi da, kem dưỡng da chống nắng ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, kem ngựa, sữa rửa mặt, ngũ cốc, cao hà thủ ô. Tại thời điểm kiểm tra, chủ doanh nghiệp không có mặt để cung cấp các tài liệu liên quan. Còn đại diện cơ sở chưa xuất trình được đầy đủ giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của sản phẩm, cũng như giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất hàng hóa. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Tú tổ chức sản xuất tại huyện Thanh Trì được hơn một năm. Sản phẩm sản xuất tại công ty này chủ yếu được bán cho các hệ thống spa tại Hà Nội và một số tỉnh thành khác. Bên cạnh đó, chủ cơ sở cũng mở 246 đại lý bán hàng online trên mạng mà lượng khách hàng theo quảng cáo lên tới hơn 5.500 người. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa và nguyên liệu máy móc của công ty này. Bất ngờ ngày 11 tháng 8, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Tú rầm rộ tổ chức ra mắt sản phẩm mới dành cho spa, thẩm mỹ viện và công bố giấy chứng nhận số 316818 18 CPMBHN đủ điều kiện sản xuất và tiêu thụ dòng sản phẩm mỹ phẩm ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị nám. Trong buổi lễ ra mắt Ngọc Tú Natural Beauty cũng không ngần ngại dùng tới những lời có cánh cho các sản phẩm của mình, như những sản phẩm thuộc thương hiệu Ngọc Tú Natural Beauty là mỹ phẩm đông y tốt nhất cho làn da Á Đông, với ưu điểm nổi bật là tính phù hợp cho khí hậu nhiệt đới, không gây kết dính, an toàn và hiệu quả cao cho nhu cầu làm đẹp của người châu Á. Bộ sản phẩm kem dưỡng da ban ngày, Fusion Serum Phục Hồi, Cao Hà Thủ Ô, Serum Căng Bóng, Tiên Thảo Lộ là thành công của Ngọc Tú và thỏa mãn sự mong đợi của khách hàng trong và ngoài nước chưa dừng lại ở đó, Ngọc Tú Natural Beauty cũng tự tin giới thiệu tất cả sản phẩm của Ngọc Tú đều được nghiên cứu và sản xuất dựa trên tiêu chuẩn của Bộ Y tế, đầy đủ giấy tờ kiểm nghiệm và giấy phép lưu hành sản phẩm. Các công đoạn từ sản xuất, điều hành và phân phối cũng trải qua quá trình quản lý chặt chẽ và nghiêm ngặt. Trước đó, sau khi kiểm tra hai cơ sở kinh doanh gồm cơ sở sản xuất mỹ phẩm và thuốc đông dược tại khu 19 tháng 5, cầu bưu Thanh Trì Hà Nội và nơi giới thiệu sản phẩm và hoạt động dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại địa chỉ số 4A ngõ 126 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Ngọc Tú. Đánh giá về vụ việc, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Tổ trưởng Tổ công tác 344 Bộ Công Thương nhận định Vụ việc cho thấy có nhiều kẽ hở trong công tác phối hợp, đối tượng không có giấy phép đăng ký kinh doanh nhưng lại ghi thuốc uống trên sản phẩm thì tôi nghĩ Bộ Y tế cần phải xem lại công tác quản lý của mình, ông Trần Hùng nói. Cũng theo ông Trần Hùng, sơ bộ xác minh nhanh với cơ quan chức năng như Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Dược, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế thì được cho biết các cơ quan này chưa từng cấp phép cho các sản phẩm nêu trên. Tại sao công ty tồn tại hơn một năm, quảng cáo rầm rộ trên mạng về trị nám, nhưng lại ghi thuốc uống, sử dụng hệ thống spa lớn trên cả nước mà quản lý địa bàn không phát hiện kiểm tra và phát hiện ra sai phạm. Ngành y tế cần phải vào cuộc xác minh làm rõ hóa chất này có độc hại hay không, ông Hùng nhấn mạnh. Tổ trưởng 334 cho biết thêm, qua tìm hiểu công ty Ngọc Tú tổ chức sản xuất tại Thanh Trì được hơn một năm, một năm qua, sản phẩm sản xuất từ đây được đưa vào các hệ thống spa thẩm mỹ viện tại Hà Nội và một số tỉnh, thực hiện bán trên mạng với 246 đại lý bán hàng online với hàng nghìn khách hàng. Công ty Ngọc Tú cũng từng được vinh danh với giải bình chọn sản phẩm, dịch vụ uy tín chất lượng năm 2015. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới độc giả về vụ việc này.